Lập kỷ lục mới, người cao tuổi 127 tặng quà độc quyền cho Phán Việt. Nhân dịp lập kỷ lục với album 12 Besties, người cao tuổi 127 gửi tặng các món quà độc quyền mang thương hiệu của nhóm đến Phán Việt trên nền tảng nghe nhạc Zing MP3. Nhóm người cao tuổi 127 vừa trình làng album thứ 4 mang tên 2 Besties. Toàn bộ album được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể thưởng thức miễn phí tại đây. Boy Group 9 thành viên cùng full album thứ 4 đã ghi nhận doanh số tuần đầu tiên hơn 1,54 triệu bản, theo số liệu của Hantel. Theo đó, người cao tuổi 127 đạt kỷ lục cao nhất trong số các nghệ sĩ thuộc SM Entertainment. Bên cạnh đó, 2 Besties cũng đứng đầu các bảng xếp hạng như Circle Chart ở mục Download và BGM, Line Music, Nhật Bản ở mục Top 100 album và song. Thành tích này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của nhóm ở thị trường Hàn Quốc. Nhân sự kiện đặc biệt này, SoMai Entertainment gửi tặng Phán tại Việt Nam các món quà độc quyền mang dấu ấn thương hiệu của người cao tuổi 127 thông qua Zing MP3. Người dùng có thể nhận qua hình thức mini game tương tác được tổ chức vào ngày 8 tháng 10 bằng cách vào Radio Mini Game X người cao tuổi 127 trên ứng dụng Zing MP3 vào hai khung giờ 11 đến 13 giờ và 19 đến 21 giờ. Radio diễn ra game giải đố kiến thức liên quan đến người cao tuổi 127 và con đường âm nhạc của nhóm. Người chơi chọn đáp án A, B, C, D bằng cách nhấn giữ nút reaction và nhanh tay thả combo 100 lần để trả lời trong thời gian quy định. 10 người chơi trả lời đúng, nhiều câu nhất và nhanh nhất sẽ nhận quà của người cao tuổi 127 và Zing VIP 1 tháng. Cơ cấu giải thưởng gồm, một giải nhất gồm dù, bình nước, vòng tay, hai giải nhì gồm vòng tay, bình nước, 7 giải 3 gồm vòng tay hoặc bình nước. Bên cạnh đó, vào 9 đến 11 giờ và 17 đến 19 giờ, Radio cũng diễn ra game đố vui về người cao tuổi 127, với hai giải thưởng may mắn là vòng tay và Zing VIP 1 tháng. Để chiến thắng, người chơi phải trả lời đúng và nhanh nhất hai câu hỏi may mắn, đồng thời trả lời đúng ít nhất 15 câu của toàn bộ trò chơi. Ngoài ra, tất cả người tham gia cũng có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng Zing VIP đến 1 tháng. Kết quả công bố vào ngày 13 tháng 10 trên fanpage Zing MP3. Lưu ý, vì một sân chơi lành mạnh và công bằng, các trường hợp sử dụng phần mềm gian lận khi tham gia mini game sẽ không được công nhận chiến thắng. Zing MP3 ký kết với công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SoMai Entertainment, sở hữu đầy đủ kho nhạc bản quyền của TVXQ, Super Junior, Girl Generation, Shiny, EXO, Red Velvet. Người cao tuổi, NSD, BoA. Bên cạnh đó, nền tảng nhạc số này đồng hành với SoMai mang đến nhiều quyền lợi khác cho người yêu nhạc. Trước đây, SoMai từng tặng Phán Việt các CD album độc quyền của nhóm aespa, NSD, Red Velvet, người cao tuổi thông qua Zing MP3.